Nằm trong khuôn khổ chuyến công tác của đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Thừa Thiên Huế tại 4 tỉnh khu vực Trung Nam Lào, chiều nay, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Lê Trường Lưu và Bí thư Tỉnh trưởng tỉnh Sê Công Lê Lai Sivilay đã cùng chủ trì hội đàm cấp cao về tình hình hợp tác trên các lĩnh vực giáo dục, đào tạo nguồn lực, y tế và hoạt động giao thương giữa hai tỉnh Sê Công và Thừa Thiên Huế. Phát biểu tại cuộc hội đàm, Bí thư Tỉnh trưởng tỉnh Sê Công bày tỏ vui mừng trước những thành tựu nổi bật của mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai địa phương, bất chấp tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp. Tỉnh Thừa Thiên Huế đã luôn hỗ trợ giúp đỡ đối với nhân dân tỉnh Sê Công trên các lĩnh vực đào tạo nguồn nhân lực, giáo dục, khám chữa bệnh, hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng. Đặc biệt, hai bên đã tạo điều kiện để làm tốt công tác quy tập đưa hai cốt liệt sĩ của hai địa phương về nước. Lãnh đạo tỉnh Sê Công mong muốn thời gian tới, hai địa phương sẽ có thêm nhiều hoạt động hợp tác trên các lĩnh vực giáo dục, y tế, thương mại, biên giới và hỗ trợ về cơ sở hạ tầng, năng lượng. Đặc biệt là hợp tác đẩy nhanh tiến độ nâng cấp tuyến đường từ huyện Ca Lừm đến cửa khẩu Tà Văng, cũng như các tuyến đường ở khu vực biên giới hai tỉnh nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho giao thương, nâng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa giữa hai bên, tạo điều kiện thuận lợi để mối quan hệ hợp tác đi vào chiều sâu, thực chất. Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu dành sự đồng thuận và thống nhất cao với các đề xuất của phía tỉnh bạn trong tăng cường hợp tác trên tất cả các lĩnh vực, trong đó tăng cường công tác quản lý biên giới giữa hai tỉnh Sê Công và Thừa Thiên Huế nói riêng, cũng như hai nước Việt Nam, Lào nói chung. Thừa Thiên Huế cam kết sẽ hỗ trợ chăm lo tốt nhất cho đời sống sinh kế của bà con người Lào tại địa phương, đặc biệt là khu vực biên giới. Tỉnh sẽ tiếp tục tăng cường trao đổi với lực lượng biên phòng để mở thêm cửa khẩu nhằm tăng cường giao thương hàng hóa con người. Trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo nguồn lực, Thừa Thiên Huế dự kiến tăng chỉ tiêu đào tạo từ 10 lên 15 chỉ tiêu đối với học viên từ tỉnh Sê Công, nâng mức sinh hoạt phí dừng học bổng toàn phần, tăng số suất học bổng toàn phần dành cho tỉnh Sê Công từ 12 lên 17 suất, nghiên cứu vận động các doanh nghiệp trong tỉnh sang khảo sát, tìm kiếm cơ hội đầu tư tại tỉnh Sê Công. Thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu mong muốn phía tỉnh Sê Công tiếp tục quan tâm tạo điều kiện cho bà con kiều bào Việt Nam tại Lào sinh sống, học tập và làm việc. Hai địa phương tiếp tục phối hợp xây dựng giáo trình cho trung tâm đào tạo tiếng Việt tại tỉnh Sê Công, đồng thời hỗ trợ tốt hơn cho tỉnh trong công tác quy tập hai cốt liệt sĩ Việt Nam hy sinh trên đất bạn Lào. Dịp này, tỉnh Thừa Thiên Huế cũng tặng tỉnh Sê Công 400 triệu đồng và 10 máy vi tính để phục vụ trong công việc hành chính. Sáng cùng ngày, đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Thừa Thiên Huế cũng đã đến thăm và tặng quà tại trường hữu nghị Việt Nam Lào. Tại đây, Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu đã thăm hỏi động viên đời sống của ban giám hiệu, cán bộ giáo viên và học sinh nhà trường, cũng như đánh giá cao công tác giảng dạy và đặc biệt là nỗ lực duy trì dạy và học tiếng Việt trong cộng đồng kiều bào Việt Nam tại tỉnh Sê Công. Dịp này, đoàn đã trao tặng một số máy tính dụng cụ học tập cho học sinh trường hữu nghị Việt Nam Lào.